Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận để dự khán các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp BTV năm 2022. Trận đấu tiếp tục buổi sáng hôm nay diễn ra giữa hai đội Bắc Bình và Phan Thiết. Đội trong trang phục áo vàng quần xanh tất trắng bên phía tay phải màn hình của các bạn là Phan Thiết. Thành phần ra sân như sau. Trong khung thành là thủ môn áo số 12 Lê Hoàng Anh Duy, số 7 Lê Minh Quân, số 10 Phan Trương Gia Huy, số 5 Nguyễn Quang Hải và số 3 Dương Anh Tuấn. Huấn luyện viên trưởng của đội Phan Thiết đó là ông Nguyễn Tấn Thịnh. Trong trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ bên phía tay trái màn hình của các bạn là đội Bắc Bình. Thành phần ra sân như sau. Trong khung thành thủ môn áo số 1 Nguyễn Công Tâm, số 9 Đặng Ngọc Anh Lâm, số 6 Dụng Minh Trọng và số 4 Phạm Văn Ly, số 9 Nguyễn Sĩ Hệ. Huấn luyện trưởng của đội Bắc Bình là ông Lam Minh Tuấn. Tổ trọng tài điều hành trận đấu, trọng tài chính ông Tạ Văn Lực, trọng tài 2 ông Nguyễn Văn Minh và trọng tài 3 là ông Phan Văn Phú. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Phan Thiết. Một tình huống chơi bóng thiếu an toàn của cầu thủ Phan Thiết. Số 9 Hồ Tấn Phát truyền cho số 10 Gia Huy nhưng bóng đi hơi nhanh và sân trơn trượt. Bởi vì tình huống rồi, cầu thủ Phan Thiết đã theo không tình huống bóng rồi. Thủ Phan Trương Gia Huy tỏ ra rất khéo léo. Như vậy là trọng tài buộc thủ môn bên phía Phan Thiết phải thay áo vì trùng áo đỏ với lại đội Bắc Bình. Như vậy bóng đã chạm tay của cầu thủ Bắc Bình, một quả đá phạt cho các cầu thủ Phan Thiết. Phan Trương Gia Huy, cầu thủ vừa thực hiện quả đá phạt nhưng bóng chạm cầu thủ Bắc Bình ra ngoài. Tình huống băng lên sút bóng nhưng bóng lại hụt, Bắc Bình phản công. Một quả chim mũi rất nguy hiểm, bóng đi trên cầu dọc trong gần tất. Là Phan Trương Gia Huy, cầu thủ chuyên thực hiện các quả đá phạt, cởi cao phạt góc, đá biên hoặc là đá phạt trực tiếp. Một tình huống băng lên nhưng lại không tiếp được bóng, phản công với Bắc Bình, một đường chuyền bể lưng nhưng lại là sự kiểm soát bóng của các cầu thủ Bắc Bình. Số 9 là Lâm, không được là Phan Trương Gia Huy, một pha căng ngang nhưng đồng đội mang số 7 Lê Bình Quân không theo kịp tình huống của đội. Đá biên cho cái cầu thủ Phan Thiết. Người thực hiện vừa rồi là cầu thủ Hồ Tiến Phát, mã số 9 của Phan Thiết. Bóng đi hơi mạnh.
Từ đầu trận đấu giờ, các cầu thủ bên phía Bình tỏ ra rất tự tin trong những pha phối hợp của mình. Bóng liên tục truyền cho nhau giữa các cầu thủ. Như vậy là một pha tình huống rất nguy hiểm. Vào không? Không vào. Cầu thủ băng vào vừa sút bồi là Dũng Minh Trọng, cầu thủ báo số 6 của phía Bình. Nhưng rất tiếc bóng lại đi hơi cao so với khung thành thủ môn bên phía đội tuyển. Một pha phối hợp rất hay. Cái cầu thủ Bắc Bình tỏ ra rất tự tin trong những pha phối hợp 1-2 của mình. Một pha chuyền dài liên tục là những pha chuyền dài của thủ số 10 Phan Trương Gia Huy bên phía Cần Thiết, nhưng đồng đội của mình theo không kịp. Bây giờ là Phan Thiết có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 8 Bùi Tiến Vinh vừa được đưa vào sân thay cho số 7 Lê Minh Quân. Nhưng liên tục là vào phối hợp rất hay của các cầu thủ Bắc Bình. Số 4 Phạm Văn Ly tỏ ra rất cầu thủ chơi rất chân chặt. Bóng được chuyền về cho số 9 Dũng Văn Thành, nhưng một qua người sút bóng của cầu thủ áo số 9 Đặng Ngọc Anh Lâm. Rất tiếc bóng lại đi một sân ngang. Ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài thì Bắc Bình liên tục dồn ép Phan Thiết về phía của Bắc Bình. Một pha tiếp tục là những pha phối hợp và sút của bóng của các cầu thủ Bắc Bình. Một lần nữa lại bóng đi vọt sân ngay. Như vậy là Phan Thiết đã xin hủy. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Thịnh vừa xin hủy hiệp đấu thứ nhất. Phải nói ngay từ tiếng còi hai cuộc, các cầu thủ Bắc Bình đã tỏ ra rất tự tin trong cách triển khai lối chơi của mình. Mạnh dạn phối hợp từ phần sân nhà và kết thúc bằng những tình huống xuất xa rất nguy hiểm bởi phía khung thành thủ môn Lê Hoàng Anh Di của Phan Thiết. Như vậy là sau khi bị dồn ép sân thì huấn luyện viên Nguyễn Tấn Thịnh xin hủy. Thời gian hội đã kết thúc. Hai đội trở lại tiếp tục thi đấu. Vẫn là cái cầu thủ Bắc Bình gồm số 3 Dũng Minh Trọng, số 6 Phạm Văn Ly, số 9 Đặng Ngọc Lâm. Cầu thủ rất khéo, một cú sút nữa cầu thủ mang số 6 Dũng Minh Trọng. Cầu thủ có chân trái rất khéo léo. Từ đầu trận đấu rồi liên tục tung ra những cú sút về phía khung thành thủ môn Anh Di của Phan Thiết. Quang Hải chơi rất thiếu an toàn trong tình huống vừa rồi. Một đường chuyền ngang cho số 10 Gia Huy, nhưng xích chút nữa cầu thủ mang số 3 bên phía Bắc Bình cướp được. Quả đá biên cho các cầu thủ Phan Thiết. Quang Hải không. Số 9 Hội Tiến Phát phối hợp với Quang Hải. Một đường chuyền dài lên cho
là những pha phối hợp rất hay. Một cú sút số 4 bóng chạm chân các cầu thủ Phan Thiết đi ra ngoài, đá phạt góc cho các cầu thủ của mình. Dùng bên trọng phản công cho cầu thủ Thiết, nhưng đặc tiên số 8 Tiến Bình đã đưa bóng đi ra hết đường biên. Từ đầu trận đấu thì cầu thủ mang số 4 Phạm Quang Ly tỏ ra chơi rất chứng chạc, là người cầm dịch những pha tình huống tấn công cho các cầu thủ Quốc Bình. Gia Huy rất khéo léo, cầu thủ có chân trái rất khéo léo, một đường chuyền cho số 9 Hồ Tiến Phán, nhưng bóng lại đi hết đường biên dọc, đá biên cho cầu thủ Quốc Bình. Như vậy là số 10 Lê Thành Đạt, La Thành Đạt đã được đưa vào sân. Cầu thủ có thể hình rất đẹp ở lứa tuổi 13 với thể hình rất lý tưởng như thế này. Một pha người rất hay, qua một tung một cú sút của Phạm Văn Ly, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Bắc Bình đến thời điểm này. Cầu thủ mang số 4 là người như vậy là Nguyễn Văn Thịnh đã tiếp tục thay đổi, cầu thủ Dương Anh Tuấn được vào sân. Một pha dàn phép phối hợp rất tốt, nhưng người thực hiện cuối cùng là cầu thủ mang số 9 bên phía Phan Thiết là đá không bóng. Với sự tự tin hiện nay của cầu thủ Quốc Bình thì việc ghi bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian đối với cầu thủ Quốc Bình. Họ liên tục cầm bóng và tổ chức tấn công về phía khung thành của thủ môn Anh Di bên phía Phan Thiết. La Thành Đạt, một tình huống phối hợp rất hay, nhưng pha băng vào của số 6 Dương Dụng Minh Trọng không chạm được bóng và đá biên cho các cầu thủ Phan Thiết. Cầu thủ Phạm Văn Ly tỏ ra rất tích cực trong cái tình huống tranh chấp, và cầu thủ chơi nổi bật nhất hiện nay trên đứng mạnh nha. Quả thực hiện đã biên thẳng vào cầu môn, lại là các cầu thủ Phan Thiết, lại là sự can thiệp của Phạm Quang Ly. Cầu thủ chơi rất nổi bật bên phía Bắc Bình, hầu như các tình huống điểm nóng đều có sự xuất hiện của cầu thủ Phạm Quang Ly. Mang áo số 4 lại là Phạm Quang Ly, liên tục những pha phòng ngự tích cực. Các tình huống bóng tổ chức từ các cầu thủ Phan Thiết tạo ra không hiệu quả bằng các cầu thủ Bắc Bình. Cầu thủ liên tục là những một cú sút rất nguy hiểm, bóng chạm vào số 6 Dụng Minh Trọng nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cầu dọc. Như chúng tôi đã nói, các pha tổ chức tấn công của cầu thủ Bắc Bình rất tự tin và rất có ý đồ.
Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi và từ phía các cầu thủ phân tích người vừa phạm lỗi là Trương Dơi. Dùng Minh Trọng và Phạm Văn Ly. Như vậy là Minh Trọng đã nhường bóng lại cho Văn Ly. Như vậy là trọng tài đã nhắc nhở cầu thủ Dũng Minh Trọng không được đứng gần hàng rào dưới 1 mét. Một quả thúc thẳng vào siêu thành những bóng một hàng rào. Phạm Văn Ly tỏ ra rất lợi tình trong cái tình huống xử lý của mình. Như vậy là Phạm Văn Ly thực hiện quả đá phạt biên không đúng luật, bóng đã lăn. Như vậy là đắp biên lại cho các cầu thủ Phan Thiết. Vẫn là số 10 Phan Trương Gia Huy. Nhìn tổng hợp từ trận đấu đến đầu trận đấu đến giờ, gần như là các cầu thủ mình tỏ ra nổi trội hơn trong các tình huống phối hợp. Nhưng trong bóng đá thì không nói trước được điều gì. Nếu kiểm soát bóng tốt, tấn công liên tục nhưng không ghi bàn thì việc phản công lại của đối phương sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu mãi mời tấn công. Đá biên cho cầu thủ Phan Thiết. Tiếng phái thực hiện. Lại là Phạm Văn Ly. Gần như các tình huống điểm nóng trên phần sân mình của đội mình thì Phạm Văn Ly đều có mặt, can thiệp kịp thời. Thủ chơi cao nhất bên phía Bắc Bình đó là số 6 Dũng Minh Trọng. Một tình huống xử lý cầu môn rất thiếu chính xác của Dũng Minh Trọng. Với khoảng cách chừng 6 mét, nhưng Dũng Minh Trọng lại sửa bóng đi ra ngoài. Liên tục là những pha thay người của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Thành bên phía Phan Thiết. Nhưng đa số là cái tình huống phá bóng từ các hậu vị trí đá thấp nhất bên phía Phan Thiết. Ngược lại Bắc Bình lại có một vị trí số 4 chơi rất tích cực, năng nổ và rất có ý đồ. Gần như là các tình huống điểm nóng của Bắc Bình đều qua chân số 4 Phạm Văn Ly. Kể cả tình huống phòng ngự và tổ chức tấn công, Phạm Văn Ly đều tham gia rất tích cực và có ý đồ. Phạm Văn Ly, một đường chuyền rất hay cho Dũng Minh Trọng, quá người. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi cầu thủ mang áo số 3 của đội Phan Thiết, đó là Dương Anh Tuấn. Như vậy là cầu thủ mang số 10 La Thành Đạt đã vào sân với thành rất lý tưởng. Lứa tuổi 13 thì việc thể hình như vậy là rất hiếm thấy trong bóng đá Việt Nam. Một cú sút rất mạnh nhưng bóng đi vượt sân ngay trong gây tắc. Cầu thủ Đa Thành Đạt với thể hình nổi trội trên sân. Tình huống băng ra can thiệp nhưng trọng tài đã xác định lỗi đối với cầu thủ Phan Thiết là Phạm Văn Ly.
Anh Lâm. Phong Ly. Đi mà nó trơn lắm, nó giống đùa. Pha đá dài về tập thứ môn. Phong Ly Tấn Thành liên tục cái sự nhân viên chỉnh. Nhưng hiệu quả vẫn chưa thấy. Một cú thành công số 8, một tình huống như vậy là trọng tài đã xác định lỗi về phía cầu thủ số 10 là Thành Đạt. Như vậy là chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho số 10 là Thành Đạt. Rồi là một hành động rất đẹp giữa các cầu thủ trẻ hiện nay. Sau khi phạm lỗi là Thành Đạt đã có cái bắt tay đối với số 8 Bùi Tiến Linh. Đối với đứa tuổi trẻ như thế này thì những hành động như vậy rất thì rất đẹp trên sân. Đối với các nhà chuyên môn như chúng tôi cũng rất mong muốn những hình ảnh đẹp như thế này liên tục và phát huy trong thời gian tới cũng như trong các trận đấu chuẩn bị diễn ra. Ê, mấy đứa ngồi xuống hết. Ra Thành Đạt không kịp rồi. Một cú phá bóng rất mạnh của số 3 Dương Anh Tuấn bên phía. Như vậy trọng tài Nguyễn Tấn Lực đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0. Ghi lại nha. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu giữa hai đội Bắc Bình và Phan Thiết trong khuôn khổ giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp BTV năm 2022. Ở hiệp hai này, các cầu thủ trong trang phục áo đỏ, quần đỏ tất đỏ bên phía tay phải màn hình các bạn là đội Bắc Bình, và trong trang phục áo vàng màu xanh tất trắng bên phía tay trái màn hình các bạn là đội Phan Thiết. Chúng tôi xin nhắc lại, đây là giải đấu ở lứa tuổi thiếu niên, các trận đấu ở lứa tuổi thiếu niên trong khuôn khổ giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp BTV năm 2022. Dùng Minh Trọng phối hợp với thầy với anh Lâm. Nhưng Lâm tung một cú sút không như ý muốn, chắc xa phần thành của thầy môn anh Duy. Một tình huống phản công rất hay của Phan Thiết, nhưng số 8 Tiến Vinh lại thực hiện cú sút cuối cùng đánh đi không chút đích. Trọng mới luôn cô. Phạm Anh Ly. Phạm Anh Ly phối hợp rất hay với anh Lâm. Đây là Phạm Anh Ly. Anh Lâm rất khí lớn. Nhìn cầu thủ kịp thời. Là Phạm Anh Ly. Anh Lâm qua người. Nhìn không được. Tốt rồi. Liên tục nhờ những pha phối hợp rất hay giữa Lâm rút bài. Lâm Phản công Phan Thiết
nhưng Holly lại dễ dàng cắt bóng. La Thành Đạt đóng luôn anh, một cú sút xa Holly chật cục lực thành người ta rất nguy hiểm. Như vậy sau khi qua người có tình huống xử lý rất hay, La Thành Đạt xin phản công cho cầu thủ kế tiếp số 3, nhưng cú sút không bóng đi rất xa của Thành Đạt. Như vậy là Thành Đạt đã xin rời sân và thay vào đó là số 9. Xin hợp. Trường Khang bóng mà đá đậu Trường Minh Dòng đang di chuyển. Lê thả bóng vô thôi. Bạch Lê đúng rồi, bóng mình á, Lê bóng mình thẻ cắm vô em đăng ra. Sao nhẹ luôn như vậy là chúng ta xác định lỗi cầu thủ số 11 với vào sân Đinh Tuấn Khang đã phạt cho cái cầu thủ Phan Thiết vẫn là Phan Trương Gia Huy. Không, mình là thực hiện là số 8 Bùi Tuấn Vinh. Nhưng mà là có sự tranh chấp giữa cầu thủ mới xưa và Dương Anh Tuấn người tiếp với thủ môn. Chúng ta đã nhắc nhở đối với thủ Dương Tuấn và thủ môn Đinh Tuấn Vinh. Tiến Bình phối hợp với Phan Trương Gia Huy. Phan Trương sút bóng ra, bóng sút lên, đóng vô. Tiến Bình và người rất hay, nhưng không qua được Phan Lê. Phan Trương Gia Huy. Tốt rồi. gần như các tình huống bóng nguy hiểm. Bỏ bóng được không? Không có nói nữa. Tổ chức tấn công bóng Đinh Thiết Bình đều qua đôi chân của thủ báo số 4 Phương Ly. Phương Ly tỏ ra rất tích cực trong tình huống tấn công cũng như phòng ngự. Dương Minh Trọng, Dũng Quang Trọng. Một tình huống bỏ bóng rất nguy hiểm của số 10 Phan Trương Gia Huy. Cho cầu thủ Bắc Bình lại là Vân Ly. Có cơ hội em lên. Lại ơi, mạnh lắm rồi, mạnh lắm rồi. Phần bóng về quay về. Phạm Vân Ly. Trọng tài cà thổi. Đúng rồi.
lăn tăn, ta lăn tăn, lăn chạy đây. Lui nè thơ. Đã, đã. Liên tục là những tình huống tranh chấp rất quyết liệt từ khu vực giữa sân. Các cầu thủ nào? Thấy thật. Để luôn. Rồi quay về. Ngay số 8 luôn á, ngay số 8 luôn á. Giỡn lại banh nó mới mà. Chúng muốn chơi người đất kính. Như vậy là chúng ta sẽ có một cơ hội từ số 8 của người tiếp đó là Bùi Tiến Vinh. Tiếp tục là quả đá phạt cho cầu thủ của mình. Lê Xuân Lây. Tám. Mau lên. Mau lên thêm. Đi mạnh nhưng bóng lại đi vào sân em. Bắt rồi. Cái tình huống phối hợp của đội tuyển tiếp tỏ ra không hiệu quả bằng cơ hội bóng quanh. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến tới cơ hội. Như vậy là bả đã bị bàn thắng không được. Nhớ lên Cam ơi. Chúng ta biến thắng vào vùng đường. Cũng là thủ thành tích. Hai bên. Phạt. Lại là một pha đá thẳng vào nhưng Mùng Ly đã kịp thời. Đánh công của Mùng Ly. Ê, tỏ la, chơi chơi, tỏ la. Ê, số 2. Tình huống băng bào, quy hữu áo số 11. Anh ta. Đi lên đây luôn. Đây đi rồi. Đúng rồi. Đây rồi. Như chúng tôi nói, Bông Ly là một thủ rất mơ mật trong những tình huống can thiệp kịp thời trong một người đối với mình. Gần như cái tình huống nóng, điểm nóng dành để mặt của Bông Ly. Thôi, thả lên thôi luôn. Dơ, thả lên thôi. Chế thôi. Đúng rồi. Rồi, quay lại bổ. Bên này khá. Một thì cái thủ mình đã tổ rất tốt. Nhưng xem hai này thì sự điều chỉnh của huấn luyện viên Minh Tuấn là không còn hiệu quả gì nữa. Mà không tự tin cầm bóng vào chơi. Nhưng theo đó là các điều chỉnh liên tục các điều chỉnh dài. Đổ bên trong nè. Sau khi sự điều chỉnh của các thợ bắt đầu có hiệu quả, còn lối chơi sân trường là truyền đến từ dài từ số 10 nhiều sức chung là Thế Vinh cũng như là thủ môn số 9 Tiến Phát. Đúng ngay trước bóng á, cho cao sút. Đúng ngay trước bóng. Rồi, nó lò hoang, thở ra, quay lại nhìn nó. Chào lưng á, chào lưng á. Tiến Bình thực hiện là đó quý. Một cú sút thẳng vào cầu môn.
Nhưng đây là một đường như vậy, bóng đi vào cầu môn thì đội thắng cứ khó chạm với bất cứ thứ nào thì đội thắng không hợp lại. Tốt nhẹ, cầu thủ nó sẽ Số trận đấu 1-0 cho bất thủ mình. Như chúng tôi đã nói ở hiệp 1, vấn đề ghi bàn vào lưới Phan Thiết đối với cầu thủ Bình chỉ là thời gian, và đến giờ này họ đã có bàn thắng. Tiếp tục là cái cầu thủ của Bình. Như vậy là huấn luyện viên trưởng là Minh Tuấn bên phía Bình đã xin hủy ở hiệp đấu thứ hai. Sau khi có bàn thắng là Minh Tuấn đã hội ý, huấn luyện trưởng của đội Bình đã hội ý để điều chỉnh cầu thủ của mình sau khi đã có bàn thắng bằng một cú sút xa rất đẹp của Phạm Văn Ly. Ở trận đấu này thì sự thể hiện nổi trội nhất bên phía cả hai đội đó là cầu thủ mang áo số 4 Phạm Văn Ly, cầu thủ chơi nở bắt từ những tình huống can thiệp phòng ngự cũng như tổ chức tấn công
cũng như quả phút sau vừa rồi đầy ý lực đã mang về bàn thắng rất quý giá cho các cầu thủ Bắc Bình. Đã hết thời gian hội ý, hai đội tiếp tục trở lại sân. Lại là Phạm Văn Ly. Lại là Phạm Ly qua người bắt hay một cú sút xa nữa, tiếp tục là Phạm Văn Ly, nhưng rất tiếc bóng đi trên cung dọc. Ngay từ đầu trận đấu thì các cầu thủ Phan Thiết không có những pha phối hợp ăn bóng, nhưng thay vào đó là các đường chuyền dài vào thẳng phía cầu môn của Bắc Bình này đều không lại đem hiệu quả. Lại là Phạm Văn Ly, gần như các điểm nóng trên sân đều có mặt của Phạm Văn Ly. Anh chơi song sáo tích cực. Như chúng tôi đã nói, các cầu thủ Phan Thiết tỏ ra bế tắc trong các phối hợp, không có một tình huống phối hợp nào đem lại sự hiệu quả trong những pha dàn xếp tấn công của đội Phan Thiết. Thay vào đó là các đường chuyền dài, liên tục là những đường chuyền dài. Tốt, Phạm Văn Ly rất tốt. Có được 1-2 với cầu thủ số 2 Thái Thịnh. Một cú sút rất hay, bóng lại tìm đến cục dọc. Một ngày không may mắn cho cầu thủ số 2 Thiên Vũ của phía Bình. Liên tục là hai cú sút ở hiệp hai này đều chạm cục dọc khung thành của thủ môn Anh Duy bên phía Phan Thiết. Và từ khi cầu thủ số 2 Thiên Vũ vào sân thì những tình huống tấn công phối hợp bằng từ 1-2 vừa Văn Ly và Thiên Vũ tỏ ra rất hiệu quả. Điển hình là tình huống bàn thắng và hai tình huống chạm cột dọc mà Thiên Vũ đã thực hiện. Phản công cho số 10 nhưng tình huống cuối cùng lại không. Như vậy là trọng tài Tạ Văn Lực đã thổi vào còi kết thúc trận đấu. Tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ Bắc Bình. Chương trình thể thao của đài phát thanh truyền hình Bình Thuận đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.